Dự báo thời tiết đêm mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 10 năm 2020, phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, từ chiều tối mai có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, từ chiều tối mai có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ.